đối với mình á, hát mọi người vỗ tay, khán giả ngồi coi đông rồi đông, những cái việc đó nó đã thỏa mãn cái đam mê của mình trong cái lĩnh vực đàn hát rồi. Nếu như mình đam mê hơn thì chắc chắn mình sẽ đầu tư thêm và mình sẽ làm hơn nữa. Có thời gian thì mình đã đánh guitar ở các quán cà phê hay là quán bar để mà kiếm thêm thu nhập, thì mình mới hiểu được những cái anh chị nhạc công mà họ muốn chuyên nghiệp á cần tốn rất là nhiều thời gian, đòi rất là nhiều đam mê, cảm giác nó là một cái phần máu trong con người họ. Thiếu nhạc một ngày rồi thì không nổi, thì những cái đó mới duy trì được để có thể mà tiến tới cái việc mà đánh chuyên nghiệp. Tưởng tượng các bạn bước lên một cái sân khấu lớn một tuần 7 ngày, ngày nào các bạn quýnh bài đó, một bài quýnh 28 lần một tuần, thì khi quýnh ra tới lần 30, lần 35 rồi kiểu không muốn đụng với cái đàn nữa, kiểu nó quá chán những cái đó rồi. Chỉ diễn như vậy á, diễn đi một thời gian cảm thấy cái nhiệt huyết của mình, cái yêu thích cái tiếng đàn của mình nó bị giảm sút, cảm giác mình muốn không có được đã như hồi xưa nữa. Cho nên thôi mình là được rồi, để mà chỉ diễn cho các bạn sinh viên thôi chứ cũng không có thực sự mà đầu tư nhiều để mà có thể kiếm sống bằng cái này nữa.